nếu bạn đã từng xem Deep Blue Sea năm 1999, Black Sheep năm 2006, hay Rise of the Planet of the Apes năm 2011, vân vân, có lẽ bạn đã nhìn ra sự khủng khiếp mà con người phải đối mặt khi loài vật được biến đổi gen. Thế nhưng, với việc thao túng tự nhiên và lạm dụng hóa chất của con người hiện nay, không ít loài động vật đã bị đột biến theo một cách không ai ngờ tới. Hãy dành ít phút để theo dõi video sau đây của Top Bí ẩn để nhận ra rằng thế giới xung quanh ta đang bị tàn phá như thế nào. Lưu ý, 10 động vật đột biến gây sốc nhất thế giới mà chúng tôi sắp giới thiệu là có thật 100%, không phải là kết quả của Photoshop. Số 1. Cá ba mắt. Con cá ba mắt kỳ lạ này bất ngờ lao vào thuyền của 5 ngư dân khi họ đang dọn dẹp thuyền. Nó giống như họ hàng của Blinky, cá ba mắt và không có dạ dày trong bộ phim The Simpsons của Mỹ. Ngư dân Julian nói với hãng tin Cadena 3, vì ban đêm nên ban đầu chúng tôi chưa nhìn rõ con cá. Sau khi kiểm tra bằng ánh sáng đèn lồng, chúng tôi phát hiện con cá có ba mắt. Các ngư dân cho rằng nước chảy từ nhà máy hạt nhân chính là nguyên nhân gây nên đột biến này. Vì vậy, họ không ăn con cá, thay vào đó là đưa nó tới phòng thí nghiệm để kiểm tra xem có bị nhiễm xạ hay không. Số 2. Mèo hai đầu. Trên thế giới đã ghi nhận một vài trường hợp mèo con sinh ra đã có hai đầu. Những con mèo này thường không được mẹ chăm sóc và không sống được lâu. Chú mèo con hai đầu quý hiếm mới sinh ở Oregon, Mỹ cũng vậy. Người chủ của chú mèo đặc biệt này là Stephanie Ducky. Bà đã phải tự tay cho mèo con uống sữa ngoài, dùng khăn giữ ấm cơ thể rồi đưa đến chỗ bác sĩ thú y. Mặc dù không được mèo mẹ chăm sóc, nhưng thật may nó vẫn rất khỏe mạnh. Số 3. Vịt bốn chân. Đây là trường hợp động vật đột biến xuất hiện ngay tại Việt Nam. Một người chăn nuôi tại ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã vô tình phát hiện trong đàn vịt của mình có một con vịt bốn chân kỳ lạ. Ngoài hai chân bình thường, phần phía dưới phao câu của con vịt này có thêm hai cái chân với đầy đủ xương, da và cả móng nhưng ngắn hơn. Tuy nhiên, hai chân phụ của con vịt không hề có chức năng gì, cũng không thể cử động được. Nên khi di chuyển, con vịt phải kéo lê hai cái chân thừa phía sau. Hiện con vịt bốn chân vẫn đi chung đàn ra cánh đồng kiếm thức ăn bình thường. Số 4. Ếch trong suốt. Bạn có nghĩ một con ếch trong suốt để lộ toàn bộ xương và các cơ quan nội tạng có thể tồn tại hay không? Nếu không, bạn đã lầm. Những con ếch như vậy được tìm thấy gần trung tâm thành phố Krasnodar ở thành phố Svolgra, Nga. Được biết, đây là một vùng ô nhiễm nặng do công nghiệp khai thác khoáng sản. Số 5. Cá mập một mắt. Con cá mập một mắt này được lấy ra từ bụng của một con cá mập bò khi nó bị bắt ở vịnh California, Mexico. Hình ảnh của cá mập một mắt từng được giới thiệu trước kia, nhưng nhiều người cho rằng đó là bức ảnh được Photoshop để lừa đảo. Tuy nhiên mới đây, các nhà nghiên cứu cá mập xác nhận con cá mập một mắt là có thật, mặc dù nó không thể sống sót sau khi được sinh ra. Chuyên gia cá mập Felipe Galvan Magana thuộc một trung tâm nghiên cứu ở Mexico cho hay đây là một hiện tượng cực kỳ hiếm gặp. Số 6. Thỏ không tai.
Cùng với việc không có tai, con thỏ này còn có những dấu hiệu rõ ràng của bệnh bạch tạng với bộ lông trắng đến bất thường và đôi mắt màu đỏ. Đây được cho là kết quả của hiện tượng đột biến gen. Do được sinh ra tại thị trấn Namie, cách nhà máy hạt nhân Fukushima 1 không xa, nên con thỏ không tai đã làm dấy lên những nghi ngờ về nguyên nhân đột biến gen liên quan đến nguồn phóng xạ bị rò rỉ sau thảm họa động đất ngày 11 tháng 3. Số 7. Bò cái ba sừng. Một con bò sữa ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã gây sốc cho chủ nhân khi mọc thêm một chiếc sừng dài nhọn hoắt giữa trán. Chiếc sừng dài 20cm nhọn và cong vút nằm cân xứng giữa hai cái sừng khiến con bò 3 tuổi này trông rất đặc biệt. Chiếc sừng là lớn dần lên giống như những chiếc bình thường. Chủ của nó, anh Jia Kebin, chia sẻ, khi mới sinh, con bò có cục u trên trán. Không ngờ khi lớn lên, cục u này lại mọc thành một chiếc sừng. Số 8. Lợn mạch khỉ. Khác hẳn với các anh chị cùng lứa, chú heo kém may mắn này được sinh ra với khuôn mặt khá kỳ lạ. Thoạt nhìn, chú ta trông có vẻ giống khỉ hơn là heo. Chưa kể, thay vì bú sữa trực tiếp như những con heo khác, chủ của nó phải cho bú bình. Con vật kỳ lạ có hai lỗ nhỏ trên mặt như lỗ mũi, hàm trên nhô ra ngoài khiến phần lưỡi thò ra khỏi miệng. Hai mắt của nó có kích thước khác nhau và lồi ra khỏi đầu. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao lại có sự biến đổi kỳ lạ này và liệu chú heo mặt khỉ sẽ kéo dài cuộc sống được bao lâu. Số 9. Thằn lằn hai đầu. Con thằn lằn hai đầu xuất hiện ở thành phố Perth, Australia có hai đầu, bốn chân trước và hai chân sau. Điểm đặc biệt là hai chiếc đầu của nó không hề hòa thuận dù chung cơ thể. Chiếc đầu lớn hơn liên tục tấn công đầu kia. BBC cho biết, con thằn lằn ăn bằng cả hai miệng, một chiếc đầu điều khiển cặp chân trước tương ứng, nhưng do cả hai đầu đều điều khiển cặp chân sau nên nó di chuyển rất khó khăn. Các nhà khoa học cho rằng, con thằn lằn có hai đầu mang đột biến gen. Nó đang được chăm sóc trong một công viên ở thành phố Perth, mặc dù sức khỏe của con thằn lằn khá tốt. Song, các nhà sinh học dự đoán nó sẽ không sống lâu. Số 10. Chó hai chân. Ru là một cô chó dị tật sinh ra ở Romania. Các nhân viên của Trung tâm Bảo vệ Động vật cho biết, Ru sinh ra đã bị khuyết thiếu một chân trước. Không lâu sau đó, chân còn lại cũng mất nốt. Ru bắt đầu học cách nhảy bằng hai chân sau giống như kangaroo vào tháng 11 năm 2014. Hành động giống như kangaroo của nó đã khiến những người xung quanh không thể ngừng cười thích thú. Hiện tại, Ru đang sống cùng cô Nikki Dick, 50 tuổi tại thị trấn Moppet, hạt Northumberland, Anh Quốc. Tuy rằng không phải mọi trường hợp động vật đột biến đều kết thúc bằng hạnh phúc như Ru, nhưng cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ với ý chí sống mạnh liệt của các loài động vật này chắc chắn sẽ khiến chúng ta phải suy nghĩ về tác động của con người với thế giới tự nhiên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến giây phút cuối cùng. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.